Hoa mẫu đơn ta hay được gọi là cây bông trang. Miền Bắc thì gọi là hoa mẫu đơn, còn miền Nam thì gọi là cây bông trang. Cây mẫu đơn ta này là khác với cây mẫu đơn của Trung Quốc các bạn ạ. Cây mẫu đơn Trung Quốc thì có hoa nó khác cây mẫu đơn ta. Đấy, cây nhỏ nhưng mà rất là xài hoa, hoa rất là đẹp. Bông hoa của nó gồm nhiều hoa nhỏ, cánh bé, li ti, sắp xếp với nhau thành một bông hoa lớn. Hoa này thì thường được dùng để cúng rằm mùng 1. Đấy. Rất là sai hoa. Một nhánh cây của nó có 5 chùm hoa. Đây, một nhánh cây có 5 chùm hoa. Cây này thì rất là dễ ra hoa thôi. Tự nó ra hoa. Ra hoa quanh năm. Cây này thích hợp với trồng ở chỗ rại nắng, nhiều nắng. Cách nhân giống thì hôm trước mình cũng đã giới thiệu. Nhân giống thì chúng ta chọn những cái cành bánh tẻ cắt dài khoảng 15 đến 20 cm. Sau đó các bạn dầm ra đất, giá thể. Dầm thì gồm có đất này, chấu sơ dừa, chấu hun và sơ dừa. Và thời điểm dầm thì vào thu đông, tức là thời tiết mát, thì chúng ta tiến hành dầm hoa mẫu đơn các bạn nhé. Hoa mẫu đơn này thì cũng mẫu đơn ta hay gọi là bồng trang này thì cũng có rất nhiều loại. Có loại thì màu đỏ đậm, có loại thì màu vàng cam, và có loại thì màu hồng, có loại màu vàng và màu trắng. Cây mẫu đơn này thì được trồng làm cảnh ở bồn cây, được trồng nhiều, hiện nay cũng được trồng nhiều ở các khu công viên. Và trồng ở sân vườn. Có nhiều cây mẫu đơn to, lâu năm. Người ta có thể kết lại thành một cái nhiều nhánh thành một thân lớn cho thoát thân, tạo dáng trông rất là đẹp. Và những cây mẫu đơn lớn đấy thường có giá rất là cao, từ vài triệu đến vài chục triệu. Còn những cây nhỏ như này thì giá rất là thấp, khoảng vài chục nghìn là các bạn có thể mua được những cây mẫu đơn nhỏ như này. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn vào nút đăng ký, sau đó nhấn vào chuông báo để được đón xem những video mới nhất của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.